Ông thiền sĩ tỉa dâu trồng mang tiếng tiếng bội phu trở về chùa thế pháp đi tu. Phận là gái oan tình phải trai sách có chữ tâm bất quài ngại oan thời oan nàng chẳng nói nghi nói làm sao miệng du con tay thanh thoát mọ đào ngồi tụng niệm dù gì tiếng đọc như trong nhân luân đạo vợ ngại chồng kìa ai man muội mặc lòng thiên thiên chi như tay chuông tay mõ chủ trì như khi thì tụng niệm khi thì du con ta du hơi du hơi 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 nghe ấy mây hơi hơi ơi hơi hơi du ấy mây du tình du nghiêng non nê ấy mấy đình ta trông đình ta qua đình qua đình nghiêng non nê ấy mấy trông đình chứ là đình bao nhiêu ngôi ấy mấy mình dù hời 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 ấy mây hời hời ơi hời hời du ấy mây du tình du chén muối ấy mây địa gừng chứ là tay bưng chén muối ấy mây địa gừng là gừng cay muối mặn ấy mấy đừng xin quên nhau ta dù hời 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 ấy mấy hời hời ơi hời hời dù ấy mấy dù tình quá.